Hello, xin chào mọi người. Là Bánh Cam nữa nè. Thì để nói tiếp cho cái tập YouTube hôm trước là Instagram điều khiển, thì hôm bữa Cam quay chỉ là ở nhà thôi. Thì hôm nay nói tiếp phần 2 sẽ thú vị hơn tập 1. Là Cam sẽ đi ra ngoài, mọi người muốn Cam ăn gì nè, uống gì, rồi có thể là mua gì nữa. Cho nên là Cam nghĩ khá là thú vị. Thôi không nói nhiều nữa, mọi người đi cùng với Cam nha, để biết là hôm nay Cam sẽ đi đâu ăn gì nha. Tới rồi nè mọi người ơi, đi vô để xài tiền nào. Đi ăn bún bò xa vậy luôn á, tưởng đâu đi du lịch luôn á, lẩu đường với trên xe, cuối cùng đã đến được quán bún bò. Mỹ dạ xin chắc chở quá, tại vì mới dịch xong á mọi người, cho nên là có nhiều quán họ bán mang về họ không cho ngồi lại á, cho nên là Cam dự định là ăn bún bò ở quận 1 nhưng mà cuối cùng là phải đi qua quận 7 luôn. Thôi đi, giờ vô ăn đi, nó buồn quá mọi người. Chị cho bé ba ly trà đá luôn. Thank you.
Chỉ khi nào mà quay xong rồi ngồi ăn thì Cam gỡ ra. Thì
đó bán ngon hay dở, nhưng mà cô bán ngon.